Nguyên xuân tinh khiết đất trời, sơ tâm thanh tịnh như lời vô ngôn. Thế giới trong bản môn vốn cực kỳ thanh tịnh, đất trời vô cùng tinh khiết và không khí tràn ngập hương màu nhiên xuân. Một mùa xuân tinh khôi, vô nhiễm, không đến, không đi và được cảm nhận bằng trí vô phân biệt. Chỉ có trí tuệ thanh tịnh mới cảm nhận được bản nguyên thanh tịnh của thế giới, và đó là mục đích cứu cánh của sự tu học. Sự tu học ấy khi bắt đầu khởi sự gọi là sơ tâm, cái tâm ban đầu. Tâm ấy mạnh lắm, dũng liệt phi thường lắm. Nếu nuôi giữ cái sơ tâm cho đến kỳ cùng thì chắc chắn tiếp xúc được với bản môn và ngộ ra rằng bản môn ấy lại chính là cái tâm nguyên sơ thanh tĩnh của chính mình. Nó vượt ngoài khả năng luận giải của ngôn ngữ. Tứ chúng chùa Vạn Hạnh xin nguyện được sống mãi với cái tâm ban đầu, và bằng cái sơ tâm này xin kính chúc chư tôn đức tăng ni pháp thân thường tại, pháp hỷ vô biên, chúng sinh dị độ, Phật sự viên thành. Đồng kính chúc quý cấp chính quyền, hội đoàn, quý thân hữu, Phật tử cùng quý đồng hương xa gần sức khỏe an khang, gia đình thịnh vượng, vô lượng cát tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhất tâm kinh Phật, kệ vàng sách kinh, ngàn hương sen hồng.